Hello, xin chào các bạn. Ở trên bàn mình đây là CPU Ryzen 7 3700X. Các bạn có thể hay bỏ qua mẫu CPU này và quan tâm nhiều hơn các dòng CPU Ryzen 7 1700X hay thậm chí là 2007. Nhưng mà mình thấy đấy là một cái sự lựa chọn nó không chính xác cho lắm. Bởi vì hiện tại đây là dòng CPU thế hệ 3000 series, 4000 series thì chuẩn bị ra mắt rồi. Thế nhưng cái dòng 3000 series lại cực kỳ tốt luôn. Khi mà mình test qua cái CPU Ryzen 7 3700X này bằng cái test Cinebench R20, thậm chí nó vượt xa quá nhiều khi so với Ryzen 7 1700. Mặc dù nhá, số nhân nó giống hệt nhau, đều là 8 nhân 16 luồng. Tuy nhiên ấy thì AMD đã tối ưu hóa lại con CPU này để sao cho hiệu năng tổng thể của CPU nó tốt hơn này, các cái độ trễ băng thông giữa các cái phần chip nhớ, những tất cả cái phần cả hai cái lõi CPU, hai cụm CPU với nhau nó đã thấp hơn. Qua đấy thì tốc độ cải thiện hơn nhiều. Nếu như bạn nào mà đang cần mua một mẫu CPU kiểu chỉ về để render video thôi thì Ryzen 7 3700X nó tốt hơn rất nhiều, kể cả khi so với Ryzen 7 2007 và 1700 thì chắc là không tính tiền nữa rồi. Thì đây cái phần vỏ hộp trông nó cũng chỉ đơn giản này thôi. Thì bên trong thì chúng ta sẽ có phần con chip, cái hộp đựng chip. Chip thì mình tháo ra để lắp rồi. Các bạn sẽ có thêm một sticker nữa thì mình sẽ đi nhanh qua đoạn này thôi. Mà cái mình muốn nói thêm về con CPU Ryzen 7 mà tất cả các dòng CPU của AMD đều làm tốt, đó chính là về vấn đề tản nhiệt. Đấy, tản nhiệt của CPU Ryzen 7 ở đây chúng ta có một tản nhiệt toàn bộ bằng ống đồng. Đây anh em đợi chút để mình đóng vào hộp lại một chút cho mọi người dễ nhìn. Ở đây đây phần tản nhiệt, các bạn có thể nhìn thấy ở đây các cái đối thủ của AMD, một đối thủ thôi mình sẽ không tiện nói, cứ chữ Y thì các bạn biết rồi đấy, kể cả CPU Core i7 đấy, nói vậy thôi cho nó dễ hình dung, thì tản nhiệt nó cũng không thể ngon bằng CPU Ryzen 7 được. Các bạn sẽ có một mẫu tản nhiệt có tận 4 ống đồng, một cái quạt to. Thì cái 4 ống đồng ở đây này, về cơ bản nhá thì mình sẽ khuyến cáo như này, đối với những bạn mà không có nhu cầu ép xung, tức là chỉ sử dụng với xung nhịp cơ bản thôi thì cắm vào và sử dụng thì nên sử dụng tản nhiệt stock. Còn đối với những bạn có nhu cầu ép xung thì mình nghĩ các bạn nên mua tản nhiệt rời, bởi vì mặc dù đây mẫu tản nhiệt ngon có 4 ống đồng, tuy nhiên ấy thì AMD lại không hề mài nhẵn cái khu vực tiếp xúc với CPU, cái phần heatsink này nó không hề mài nhẵn lúc nào, sờ vào nó cực kỳ gồ ghề. Thế nên đây là một điểm yếu mà mình nghĩ AMD sẽ cải thiện ở trong phần tiếp theo sẽ hiệu quả hơn. Và cái thứ hai nữa, đây là quạt có led RGB, xung quanh khu vực này có led RGB và cả cánh quạt nữa cũng có led RGB, và hiệu năng tản nhiệt khi không ép xung nó ở mức gọi là ổn định, còn khi ép xung vào thì đương nhiên nó sẽ có biến số rất lớn. Tiếp theo thì sẽ là về phần card đồ họa. Đây chính là phiên bản Sapphire. À không, đây phiên bản USB Sapphire thôi. Cái này thì cho anh em nhìn thấy một cái vài cái gọi là khi mua cả anh em sẽ có, ai may mắn thì có thôi. Và đây cái mà mình muốn nói tới chính là chiếc Sapphire RX 5700XT phiên bản SE hay Special Edition. Đây là phiên bản giới hạn thôi, bởi vì ngày trước ấy, các bạn có thể mua được phiên bản này rất dễ dàng. Thế nhưng bây giờ đã không còn phiên bản này nữa. Trên phần vỏ hộp thì các bạn có mua phiên bản này nó sẽ có chữ SE. Còn đối với những bạn nào ấy mà mua phiên bản về sau cái đây một thời gian nữa nó sẽ không có chữ SE nữa. Thiết kế hay về tổng thể nó vẫn giống hệt như này, xung nhịp các thứ nó vẫn giống, chỉ một điểm khác biệt đó chính là phần cánh quạt. Cánh quạt các phiên bản tiếp theo không chữ SE, nó chỉ là cánh quạt bình thường mà thôi. Còn các bạn muốn có cánh quạt thế này các bạn phải mua thêm. Nhưng bây giờ các bạn mua thì các bạn sẽ có luôn cánh quạt LED RGB. Và một điểm đặc biệt nữa trên mẫu card này đó chính là có rất nhiều LED RGB. Ngoài cái phần logo Sapphire ở ngay đây thì dòng logo của Nitro nữa nó cũng nằm ở trên cái phần backplate và nó có LED RGB và sử dụng hạt cộng cấp nguồn 8 pin hay cộng nguồn 8 pin. Thì đây là mùa hè mà các bạn bật điều hòa nữa, với hai cổng cấp nguồn 8 pin này sẽ hứa hẹn một hóa đơn trả tiền điện phê đã đời đấy. Rồi thì về hệ thống tản nhiệt heatsink nữa, chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 ống đồng với các lá nhôm tản nhiệt xếp gọi là di dít nhau luôn. Thế nên các bạn sẽ không phải lo lắng kiểu mẫu card nó quá nóng hay không, bởi vì Sapphire về cơ bản nó là một trong những nhà sản xuất card AMD tốt nhất hiện nay rồi. Về phần bo mạch chủ, dĩ nhiên chúng ta sẽ phải lựa chọn bo mạch chủ đến từ thương hiệu của AMD, sử dụng chipset của AMD. Và cụ thể ở đây là bo mạch chủ B450 Tomahawk Max đến từ MSI. Thì với cái mẫu bo mạch chủ này, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng CPU Ryzen 7 3700X trong điều kiện là không ép xung hoặc là ép xung cách nhẹ nhàng thôi. Còn đối với những bạn nào mà cần một bo mạch chủ một ép xung cách tryhard hơn thì mình nghĩ các bạn nên lựa chọn những bo mạch chủ X570, thì hiệu quả ép xung sẽ cao hơn khi so với B450 thông thường. Và ngoài ra nữa thì bo mạch chủ này vẫn có đầy đủ các những thứ mà các bạn mong muốn khi một khe SSD M2 Turbo, 4K RAM, PCIe X16 được bọc thép và đầy đủ cổng ăn chơi, kể cả khu vực tản nhiệt cho VRM cũng được trang bị hệ thống heatsink đảm bảo cho quá trình sử dụng không bị quá nóng. Và ngoài ra nữa phần bộ nhớ đi, mình sẽ sử dụng RAM đến từ RAM Corsair đảm bảo tính thương tích cao nhất. Và đây bộ kit 2 thanh 8GB với tổng dung lượng 16GB, bus 3200 CPU của AMD từ chiếc cái này luôn vậy, ảnh hưởng rất nhiều bởi bus RAM, là bus RAM cao nó sẽ cho hiệu năng tản nhiệt với hiệu quả sử dụng nó sẽ cao hơn khi so với những bus RAM thấp. Thì bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng để các bạn có thể thấy được toàn bộ các linh kiện ngon nghe nó kết hợp với nhau nó sẽ dàn như thế nào.
các bạn đánh giá sao về phần trải nghiệm hiệu năng vừa rồi? Và nếu như các bạn thích một cái combo đẹp như này, đây, LED RGB có rất nhiều, quạt tản nhiệt nữa. Nếu các bạn không tin tưởng được phản hiệu AMD mô tả nhiệt giống như mình cũng được, thì đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào, đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphard Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.